25 vơ hết đầu 2. Hôm nay làm gì có cửa đầu 2. Ngã đầu đứng dậy đấy. Đánh lại có 15 năm 1 nổ luôn. 15 năm 1 vẫn là đầu 5 đấy. Ôi giời ơi. Vừa bốc xong xe hàng nó nốc rượu vào rồi. Nước. À. Hôm nay là trời bão đấy. Lưu nát để cho nước lọc vào chai. Này, chưa uống chứ không phải là không uống nhá. Nhá. Chờ sau 6 rưỡi nhá. Nổ phát à. Mở tiệc luôn. Này, có cặp nào ngon không? Chia sẻ nghe. Có chuyện như vậy là mưa. Có rồi. Này, đây cũng là mơ nhá. Chuyên gia luận mơ đấy. Bán mấy cái xe máy rồi. Vừa buộc mơ nhá. 2 thằng ăn cướp. Gánh 2 số nước. Bước lên mái nhà. Cái đánh con gì? Đây nhá. 2 thằng ăn cướp. Mỗi thằng gánh 2 xô. Tổng cộng là 4 xô. Theo anh nhá, vơ hết đầu 4. Hôm trước nhá, con Lan bán cam. Bố nó về báo một con bạch thủ. Nổ luôn, ăn 500.000. Ui thế à? À, nhưng mà ai bảo? Chồng con Luyến. Thảo nào vừa mới gặp con Luyến ở cuối chợ. Thì ta thì tởn hơn han hở. Mặt nó cứ cử lên, không thèm nhìn mình. Hay là con này nó có quan hệ với người âm nhỉ? À, đây rồi. Cứ chờ. Sau 6 rưỡi nhá. Biết luôn. Thế chốt lại là đánh con gì? Chơi con gì? Luyến ơi! Luyến! Này! Mày cho anh hỏi, chồng mày có anh em hay là sinh đôi hay anh em ruột gì không? Này, cho anh hỏi, chồng mày ấy... Chết rồi! Thì ai chả biết. Chết đầm lắm rồi. Chết trẻ nó... Chết quách đưa dòng. Ô anh, cái con ngáo này á. Thế... Gì đấy? Sao lại làm gì nó ngồi các cái đây? Có chuyện gì thế hả con? Có chuyện gì thế? Cháu định sang thắp hương cho chồng nó. Cô! Chú về đi. Còn ngáo. Luyến. Luyến. Cô! Tưởng chết thiêng thế nào. Vẫn sống. Vẫn hèn hạ. Vớ vẩn, chả ra gì. Tí nữa thì thắp hương cho người sống. Ông định mang hương hoa với hoa quả đến đây để thắp hương cho thằng đấy á? Thì đây thấy. Úi giời. Đây, bây giờ nó vẫn sống nhăn răng ra. Mình bỏ hương, bỏ hoa sang một bên. Mình lấy hoa quả, mình ăn thôi. Thế mà tôi định mai mang xôi gà lên tận mộ nó cảm ơn. Rồi xin thêm một con đề. Ăn rồi thì bắt đen xịt hết nước chấm.